mẹ thánh mẹ thánh cay vậy. Toàn thật rồi bố em mà. Mẹ thắng. Mẹ thắng. Cay vậy. Quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Mày có đi ra không? Bố mày là tượng, không trả lời được. Sao em nóng tính thế? Anh có làm gì em đâu mà lại đổ hết cả hướng dương vào mặt anh này. Hôm nay hay là hôm nay đang tất tình sao mà nóng trong người sao mà lại giữ cho dằn thế? Không có tình á? Đây, cho anh xin info được không? Cho anh xin info nhá. Chưa có tình thì bây giờ cho anh xin info là sẽ có tình luôn. Anh quay trôn em thôi. Sao mà làm gì mà con gái đâu, con đứa gì nhìn xinh gái thế này mà cọc cằn thật. Tất cả đứa hướng dương vào mặt anh thế này. Không phải cười. Cái nụ cười của em nó cũng không thể làm em hết tội được đâu. Anh quay trôn ở đằng kia kìa. Anh cảm ơn em nhé, anh xin lỗi nhé. Anh chôn thử thách nhìn chằm chằm người lạ xem người ta phản ứng nào thôi. Nhưng mà em lại hất cả hướng dương vào mặt anh buồn lắm, anh về đấy.